cứ vào mỗi dịp Tết đến xuân về, tàu 261 lại thực hiện nhiệm vụ ra tiếp tế lương thực và các nhu yếu phẩm cho các cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo. Hoạt động này có rất nhiều ý nghĩa, nó thể hiện sự gắn kết giữa đất liền với Trường Sa. Hiện nay thì công tác chuẩn bị của tàu 561 đã hoàn thành và được dự báo là hành trình trong chuyến đi lần này sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, có thể lên tới cả tháng. Quân cảng Cam Ranh chiều cuối năm, lễ tiễn tàu diễn ra trang trọng. Khi tiếng còi vang lên là lời chào tạm biệt. Tàu 561 hướng ra đảo Đá Lớn, Cô Linh, Lên Đao, Sinh Tồn, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan và Phan Vinh. Những đàn cá heo lượn sóng bơi trước mũi tàu như một lời chào đón thân ái từ biển cả. Trong đợt này thì ngoài cái nhiệm vụ kiểm tra thay thu quân thì trong đó là đơn vị còn tổ chức là mang những cái tiêu chuẩn, những hàng quà của cả nước ra cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Thì trong chuyến hành trình này thì với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, song với tinh thần nỗ lực của cán bộ chiến sĩ và của các bộ phận thì hiện nay thì đoàn công tác đã thực hiện nhiệm vụ thay thu quân, kiểm tra và chúc Tết các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau 2 ngày, 2 đêm di chuyển, HQ-561 cũng đến được với hành trình đầu tiên, đảo Đá Lớn. Nắng vàng rực rỡ, nước biển trong xanh. Từng đàn cá bơi lội dưới dạng san hô. Thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa lên đảo. Từng phần quà được trang trọng trao cho cán bộ chiến sĩ. Hoạt động đón Tết trên đảo được chuẩn bị khá chu đáo. Hoa đã bắt đầu nở. Vườn rau xanh phục vụ Tết được các chiến sĩ chăm chút cẩn thận, bất chấp thời tiết nắng nóng, sương muối và vị mặn của biển. Là người gắn bó với vườn rau từ ngày mới ra thực hiện nhiệm vụ, chiến sĩ Huỳnh Hoàng Việt thấu hiểu điều này. Rau ở trong cái môi trường này rất là khó sống, phải là cần cù, phải chăm sóc thật là như là làm xuyên bón phân hoặc là xới đất thường xuyên hoặc thay đất, thay giống mới, nhưng phải cần rất là nhiều công sức để có được rau thế này. Rau cải, xả, ớt, húng liều đều đâm chồi nảy lộc tươi tốt. Như những chiến sĩ Trường Sa kiên cường, không ngại gian khó, ngày đêm canh giữ biển đảo, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Đối với các chiến sĩ trên các đảo ở quần đảo Trường Sa, việc trông chờ vào nguồn rau xanh được tiếp tế hàng ngày từ trong đất liền ra là gần như không thể. Vì thế, những vườn rau xanh thanh niên tự cung, tự cấp là đặc biệt quan trọng.
bảo đảm bữa cơm của các chiến sĩ có đủ dưỡng chất. Như ở đây có cao muốn là nhanh thu hoạch trước tầm có 2 tuần có thể thu hoạch được. Ở đây không phải là quanh năm suốt tháng ăn rau được đâu anh. Có mùa mưa gió bão buồn quá nên cũng không có rau mà ăn. Phải ăn tiết kiệm hoặc là một ngày chỉ ăn được một bữa rau thôi. Nhưng mùa này thời tiết thuận lợi, mưa nhiều nên vườn rau mới phát triển như thế này. Rau thì chúng tôi xới lên rồi gieo giống, sau vòng trong vòng 1 tháng hoặc 1 tháng 2 tuần thì sẽ có rau ăn. Cái việc mà chăm sóc có một cái vườn rau nó xanh tốt như thế này thì có khó khăn gì không? Dạ có chứ. Mưa gió phải tranh thủ che rau, che gió. Với lại nhiều lúc hết nước phải giặt đồ xong hứng nước tưới. Hôm nay là một ngày đặc biệt với anh Võ Văn Hiền, sinh năm 1983. Sau hơn một tháng rời xa đảo sinh tồn, nơi có người vợ trẻ và những đứa con đang sinh sống, để vào đất liền chữa bệnh. Hành trình đưa anh Hiền từ đất liền ra đảo mất gần 15 ngày. Con tàu HQ561 chuẩn bị thả neo, khiến anh không khỏi xúc động. Bởi lẽ, chỉ ít phút nữa, vợ chồng anh sẽ có dịp được đoàn tụ sau nhiều ngày xa cách. Một niềm vui vô bờ bến. Cũng bình thường, nói chung sóng gió nó cũng hơi chút chót thôi chứ nó cũng bình thường. Cái đợt ở trong đất liền này nó bệnh mấy ngày, xong giờ ra nó cũng hơi mệt xíu, giờ cũng không đỡ. Anh về đất liền có vui không? Cũng vui, nói chung đường xé rồi chứ sớm mình ấy. Cái làng mình ở đây nó xây nhà thì cửa nhiều lắm, xây nhà to. Nhà bữa nay nó xây nhà hết 90%, muốn xây mới hết, nhà to to. Mẹ rồi các em rồi các cháu đâu cũng vẫn khỏe. À, cũng khỏe em ạ, cũng bình thường. Giờ nói chung là nó cũng im, trời rồi cũng im hết rồi. Nổi nước cho gia đình khỏe là tốt. Thì nói chung cũng bình thường em ạ. Về đất liền cũng đã lâu, nên ra đây hôm nay em có một món cá cơ nấu canh chua để đãi anh cho ngon miệng. Ôi thế thì ngon quá, anh thích quá. Nó có chua em nhỉ? Dạ. Có thịt thà đâu gì không em? Làm gà làm vịt nữa chứ gì? Ừ có, vịt ở sau nuôi nhiều. Không khí và thời tiết ở đây rất thuận lợi và mát mẻ, trang hòa và thuận lợi với không khí cho các cháu vui chơi, đầm ấm với gia đình, mạnh khỏe, không bệnh đâu. Cái sự gắn bó giữa quân và dân ở đây như thế nào? Dạ, giữa quân và dân là đoàn kết, gắn bó với nhau, không có điều gì xảy ra.
cuộc sống ngư dân trên đảo khá đơn giản. Tấm lưới, vật dụng dường như là bất ly thân. Vườn rau, dăm ba con gà, con vịt tăng gia sản xuất, giúp ngày Tết của người dân nơi đây thêm phần đủ đầy. Vất vào chung vịt, vào chung vịt đi. Cũng đỡ gia đình là để dành Tết là thịt đồ ăn đồ đại khách đồ ăn làm liên hoan đồ đãi mấy bên cách nghĩa đồ rồi đấy. Mấy công ty thì chế biến thì những món gì? Dạ, nói chung là mình làm luộc hoặc mình kho là gu giá cay, nói chung là mình làm những cái món gì. Cuộc sống xa đất liền đã giúp những hộ dân trên đảo thêm phần gắn kết. Đó chính là tình cảm thiêng liêng của những ngư dân bám biển, bám đảo. Nói chung cũng sống vui với lại giao lưu với mấy hoạt động trên đảo, với mấy chiến sĩ bộ đội trên đảo. Hai vợ chồng cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Cái công tác y tế ở đây được chăm sóc như thế nào? Dạ, y tế ở đây thì cũng chăm sóc tốt. Thế mỗi khi mà có trường hợp gì đau đầu hay là mấy cháu bệnh cảm đồ là lên y tế rồi chăm sóc khám đồ, xong rồi cũng cho thuốc đồ để về nhà uống. Dạ, ở đây hai vợ chồng ở đây cũng thực hiện chủ trương của nhà nước giữ gìn biển đảo. Thì ra đây cuộc sống thì cũng luôn rất hỏi nhớ về quê nhà, mỗi lần sóng gió bão bùng thì vẫn luôn hướng về quê nhà. Nhân dịp năm mới đến thì cũng cầu mong trong bà con trong bờ mạnh khỏe. Ủy ban nhân dân xã Sinh Tồn cho biết trên đảo có 7 hộ dân sinh sống với khoảng 30 người. Ngoài hàng ngày đánh bắt hải sản cải thiện cuộc sống thì nhiều hoạt động trên đảo cũng đã được ngư dân tham gia tích cực. Điều này giúp cuộc sống của người dân với chính quyền địa phương và quân đội ngày càng thêm phần gắn bó, tình cảm đồng đầy. Sống ở đây là gọi như là cũng dạng như gọi là một tập thể rồi. Nói chung là sống cái việc cũng tập thể, cái gì cũng tập thể, làng cũng chung, nhiều lúc sinh hoạt đồ một số sinh hoạt thì anh em cũng sinh hoạt chung rất hòa đồng với nhau, như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rồi chiều chiều cũng bóng chuyền, đá bóng, nói chung rồi chạy bộ, rồi đi biển, rồi nhiều lúc bơi lội, rồi cũng có nhiều hoạt động. Còn về cái tình dân á thì đảo, nói chung thì về đảo bộ đội, các đồng chí bộ đội rất tạo điều kiện cho em, rất tạo điều kiện cho dân, và tình đoàn kết quân dân là rất là cao. Mỗi khi mà chỉ cần mà có một vấn đề gì đó cần nhờ các cấp lãnh đạo của đảo mà nhờ bộ đội, là lúc nào bộ đội cũng có mặt và tươi cười sẵn sàng vui vẻ. Còn đây là trường tiểu học xã Sinh Tồn, nằm nếp mình bên chùa Sinh Tồn. Nơi đây có những đứa trẻ ngoan hiền, được thầy giáo Phạm Xuân Nhiệu chăm sóc hàng ngày. Lớp học thầy Nhiệu có 3 con trẻ mới bước vào lớp 1. Những nét chữ của học sinh hàng ngày được thầy Nhiệu chăm chút cẩn thận. Và sự chăm chút của thầy với trò nhỏ giúp các hộ gia đình yên tâm bám biển, mưu sinh hàng ngày. Giáo viên em cũng thường góp ý những cái để về củng cố cho các cháu sau bài học ở trên lớp. Về nhà các cháu luyện tập, bố mẹ cũng rất là tích cực trong cái vấn đề là ôn luyện cho các cháu ở nhà.
cái đi với bà đi. Giảng dạy nơi đây còn có thầy giáo Nguyễn Công Hoa. Điểm chung của cả hai thầy giáo đó là cùng tuổi, học cùng trường, cùng lớp và cùng xung phong ra đảo sinh tồn dạy học một ngày. Thứ nhất là khó khăn ở ngoài đây thì thứ nhất là xe đất liền, điều kiện học tập của các cháu nó sẽ không tốt bằng so với mấy em trong đất liền. Rồi ngồi này thì bạn bè các cháu ít, rồi khi mà điều kiện học tập của các cháu, sự va chạm với bạn bè nó không được nhiều. Rồi trong bờ thì nhiều giáo viên, rồi một giáo viên nó đảm nhiệm một lớp chuyên, nhưng lại đây thì hai thầy giáo thì đảm nhận tất cả các môn, từ cái môn năng khiếu đến kể cả mẫu giáo, nên nó có hơi khó khăn. Đặc biệt các cháu mẫu giáo thì tôi là nam thì nó cũng có khó khăn nhiều trong quá trình dạy học. Trường tiểu học xã đảo Sinh Tồn dù rằng chỉ có khoảng 10 học sinh, nhưng được các thầy duy trì đều đặn từng buổi tới lớp và giảng dạy đầy đủ các môn học như các trường học trong đất liền. Điều này sẽ giúp con trẻ dễ dàng bắt nhịp với môi trường dạy và học khi vào đất liền trong tương lai. Về dụng cụ học tập của các cháu thì chúng tôi được sự giúp đỡ phòng giáo dục, rồi có cái gì đó thì đầu năm phòng giáo dục cũng tạo điều kiện giúp đỡ đồ dùng học tập của các cháu đầy đủ hết, từ bút tới viết đến nói chung là tất tần tật mọi thứ. Quân dân đây thì rất là đoàn kết, thường xuyên giao lưu, hàng ngày thì gặp nhau nói chuyện và thể thao, thường xuyên giao lưu với nhau, rất là tình cảm. Đến với Trường Sa những ngày này thật đầm ấm, khi Tết là dịp thể hiện tình đoàn kết giữa quân và dân. Những chuyến hàng từ HQ561 lần lượt được chuyển về các đảo như tiếp thêm sức mạnh cho các cán bộ chiến sĩ Trường Sa. Gói bánh chưng, cùng nhau quây quần bên bếp lửa hồng với nồi bánh bốc khói nghi ngút. Những bản tình ca người lính đảo cất lên giữa đại dương bao la như tiếp thêm sức mạnh, giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà. Lần đầu tiên được đón Tết Trường Sa cùng với đồng chí đồng đội thì cũng rất là vui mừng khi mình đã được đón cái Tết vui tươi đầm ấm cùng đồng chí đồng đội tại đảo Trường Sa. Đối đón Tết ở trên đảo thì trên đảo cũng so với đất liền thì cũng không có gì là khó khăn. Cái nhất là cũng đầy đủ, cũng tiết lợn, rồi cũng gói bánh chưng, rồi cũng tổ chức các cuộc giao lưu liên hoan, rồi hái hoa dân chủ, văn hóa văn nghệ, thế rồi chúc Tết tổ chức các đơn vị giao lưu chúc Tết với các đơn vị với nhau, thế rồi tổ chức ăn những bữa cơm tân liên, rồi tổ chức coi như những cái cuộc ngoài vui chơi giải trí trên biển đảo. Đây là một cái nội dung là công tác phong trào và thu hút cán bộ chiến sĩ để xây dựng biển đảo và xây dựng cái ngày Tết là nó có một cái quy mô và đầy đủ và tránh cái tình trạng cho bộ đội vui buồn và nhàm chán trên đảo.
đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng thay mặt chỗ anh em trên đảo được gửi lời đến công tác hậu phương lời chúc sức khỏe và đón Tết vui vẻ. Và chúng tôi xin hứa tại nơi đây, mặc dù biệt đảo xa nhưng chúng tôi sẽ hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ, vững chắc tay súng bảo vệ vùng trời vùng biển với cái nhiệm vụ trong tình hình mới, đáp ứng với nhiều cầu trong thủ trưởng và các đoàn ra giao nhiệm vụ, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trên đảo. Có ở giữa biển khơi mới thấu hiểu được những gian truân, vất vả và khó khăn của những cán bộ chiến sĩ tàu HQ561 trong hành trình về với Trường Sa. Thú vui duy nhất của các chiến sĩ mỗi khi nghỉ ngơi đó là đêm khuya thả mình buông cần câu cá. Và mỗi khi cá cắn câu thì dường như niềm vui đó nhân lên gấp nhiều lần. Những con cá tươi ngon mang đậm vị biển sẽ là món quà cho người thân, gia đình trong đất liền. Cùng với đó, giúp cán bộ chiến sĩ cải thiện bữa cơm trên tàu trong một hành trình rong ruổi đến với Trường Sa. Vẫn còn rất nhiều khó khăn bởi vì cái môi trường ở biển đảo xa đất liền, khí hậu thì khắc nghiệt, là một cái miền đất mà chỉ có gió cát và mặt trời, thế cho nên là cuộc sống vẫn còn rất nhiều khó khăn. Và để khắc phục được ấy thì không phải là cách nhờ cái nguồn kinh phí từ trên đảm bảo, mà phải có sự chung tay góp sức của tất cả các tổ chức chính trị xã hội, các cá nhân thì mới tạo dựng được cái cuộc sống nó đầy đủ hơn theo đúng nghĩa về cả vật chất và tinh thần. Thực tế mà nói thì tôi lấy ví dụ như là cái việc trồng rau xanh hay chẳng hạn, chúng tôi rất cố gắng thế nhưng mà chỉ trồng được cái mùa không có gió, cái mùa không có mưa. Thế còn cái mùa mà gió mưa từ tháng 9 đến tháng 2 đầu năm thì không thể trồng được rau xanh. Để có được thành quả thì phải có sự cần cù, chịu thương, chịu khó. Cây nảy lộc, đơm hoa kết trái là thành quả không dễ gì có được giữa nơi muối mặn. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc thì cho phép tôi được thay mặt cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 46 đoàn Trường Sa xin gửi tới quý thính giả của báo, của đài truyền hình các địa phương lời chúc sức khỏe, chúc năm mới, thắng lợi mới. HQ561, con tàu đêm mùa xuân tới Trường Sa như một lời tri ân tới cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang ngày đêm không biết mệt mỏi bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Và đây cũng là dịp để các cán bộ, chiến sĩ Trường Sa tri ân tới những chiến sĩ đã quên mình, anh dũng hy sinh, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc với một không khí trang nghiêm, trang trọng. Những đóa hoa thơm gửi về biển như một sự ghi nhớ tới vong linh người đã khuất. 20 ngày về với Trường Sa, xa nhưng mà rất gần. Nói đi, nhau đã nghe rồi.